Ok, xin chào tất cả anh em đã trở lại với kênh Dư Khả Gaming em ơi. Và ngày hôm nay thì Khả sẽ sơ đồ cao thủ cưu chỉnh ngược cho anh em xem. Hôm nay thì đánh cho mình được top 5 tống kim nè. Khá là may mắn trong trận đấu này thì anh này ăn được con nghiêng sói nè, nên là được thêm 8k điểm nữa, nên là lên top 5 luôn, quá tuyệt vời. Tại đang đánh cho mình được 49 mạng. Đó, ăn được nghiêng sói nữa nên là lên top 5 luôn, quá ngon nè. Rồi bây giờ chúng ta cùng xem xét đồ thử nha anh em. Anh này ngay 10 kiếm nha mọi người. Này ngay 10 kiếm nha anh em. Đang sở hữu là một gia truyền 15 14 15 sinh lực nội lực, gia truyền khá tương đối khá đẹp. Gia truyền này phạm vi khoảng tầm 5 đến 6 kim thì khoảng 3 đến 400.000. Nón này 30, nón này thì ở server chắc khoảng tầm mát pin thì như thế này thì nằm giá nó phải 4 đến 5 kim, khoảng 300.000 cái nón này anh em. Áo phù hợp 49, áo phù hợp 49 này khoảng tầm 2 kim, 150. Một cái kiếm tốc 30 thương 25 và sát thương 26% điểm thì cái này cũng trên dưới khoảng 1 triệu đổ lại nè, 1 triệu đổ lại. Thì những con ngày 10 kiếm những server này thì khả thấy nó rao khá là nhiều cao, như là 30 29 này nọ thì nó bán 10 13 kim anh em. Còn cái này Khải không rõ lắm nhưng mà Khải nghĩ chắc nó ít nhất nó cũng được 10 kim là khoảng 700.000. 700.000 đến 1 triệu cái này. Một đại lưng 540 thì cũng khá là bình thường. Một nhẫn 540 hiện tại đang có mình 80 500. Một bao tay kháng lôi 30, bao tay này mắt pin này, bao tay này bèo lắm cũng 5 7 kim. Nhẫn kháng lôi 30, nhẫn này gọi là quá giá trị luôn anh em, hàng đẹp luôn anh em, hàng đẹp luôn, quá giá trị luôn. Nhẫn này bèo lắm cũng 5 600.000. Đôi giày kháng lôi 28, tóc 39 thì đôi giày này khả nghĩ chứ cũng được 3 400k thì 5 đến 6 kim anh em. Nói chung đồ như tầm đó thôi nè. Còn ngọc bội này khoảng tầm 2 kim. Thì cho anh em xem thì cái kiếm này 700k, cái này 300k đi 1 triệu, áo này 150 triệu 1, triệu 2. Giá chiên này khoảng 400k 1 triệu 6. Bao tay này khoảng 400k 2 triệu. Nhẫn này cũng tầm 300k 2 triệu 7 đi, khả nghĩ chúng ta tầm 300k tầm 6 kim. 2 triệu 7. Nhẫn này đai lưng này bình thường thôi, cho 200 đi, 2 triệu 9. Nói chung là set đồ này thì cả con ngựa nữa thì set đồ này gần 5 triệu anh em. Tổng set đồ này gần 5 triệu rồi quay đầu anh em. Đó, nói chung là tầm này là set đồ 5 triệu ạc nữa, tầm 7 triệu là set đồ ngon như thế này luôn anh em. Đó, cả cái đồ thì như thế này là 7 triệu quay đầu là cái ạc luôn, là ngon luôn anh em. Đó, rồi. Nói chung thì cũng không có gì hơn. Anh em xem video thì đừng quên ủng hộ cho cưu chiến ngược một ngày mới kiếm, một like một chia sẻ cũng như là ủng hộ video Khả, một like chia sẻ ủng hộ cho anh em. Anh em thích sơ đồ cao thủ nào thì cứ comment bên dưới sau mỗi trận thông kim, Khả sẽ soi anh em xem nha. Đó, ok chưa?